mở video nhạc sàn. Đang mở nhạc sàn trên YouTube. Dẫn đường tới Hồ Tây bằng Google. Đang chỉ đường đến Hồ Tây bằng Google trên ứng dụng Google Maps. Lấy tay rồi. Dẫn đường tới Hồ Tây bằng Việt Map. Đang chỉ đường đến Hồ Tây trên ứng dụng Việt Map. Thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào? Thời tiết ở Hà Nội chiều nay được dự báo là nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C, nhiệt độ cao nhất là 28 độ C. Mở radio. Đang mở ứng dụng radio. Có nghĩa là protein từ động này thậm chí còn cao hơn từ các loại thịt, và cái protein này chính là các cái dị nguyên có thể gây ra cái tình trạng dị ứng. Thứ hai